Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính và ngày hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn đến với những thông tin mới nhất trên kênh Phúc Tài Chính. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, những ngày qua thông tin về chuyện ông Lê Tùng Vân bị cơ quan điều tra khởi tố về cái tội loạn luân đã khiến cho rất nhiều fan chính nghĩa cảm thấy vui mừng. Tất nhiên rằng những cái câu chuyện này diễn ra ở xã hội là những cái điều mà chúng ta không thể chấp nhận được. Và bản thân chúng ta cũng không mong gì những câu chuyện này xảy ra, nhưng nếu nó đã xảy ra rồi thì chắc chắn chúng ta phải lên tiếng để bài trừ không để cho cái ổ Thiền An cái tịnh thất bồng con này lại trở thành một cái nơi giảng đạo cho người khác được. Và thưa cô chú anh chị và các bạn khi mà nghe cái thông tin này thì bản thân Phúc Tài chính cảm thấy hơi tiếc một chút. Hơi tiếc là cái thông tin này lại đưa ra sau khi cái phiên tòa sơ thẩm của cô Nguyễn Phương Hằng và cái phiên tòa phúc thẩm của cô Nguyễn Phương Hằng cùng với thầy Đặng Anh Quân diễn ra. Nếu như cái thông tin này mà được đưa ra trước đó thì chắc chắn rằng Phan Chính Nghĩa sẽ có nhiều thêm những cái luận điểm. Chắc chắn rằng khi bước vào phiên tòa mọi người sẽ lại phải công nhận rằng những điều mà bà Nguyễn Phương Hằng đấu tố ở trên mạng xã hội từ câu chuyện thần y, từ câu chuyện nghệ sĩ sang tới câu chuyện thiền nam không có một cái gì là vô bổ cả tất cả đều có lý do và tất cả những người mà bị cô Nguyễn Phương Hằng đấu tố nêu ra ở trên đều là những con người mà bị nhân dân tẩy chay rất là xứng đáng. Và đó chỉ là một cái chút tiếc thôi. Còn tất nhiên rằng chân lý sẽ luôn là chân lý. Những cái gì mà cô Nguyễn Phương Hằng đã nói ở trên mạng xã hội vẫn còn đó. Và chúng ta hãy cùng nghe nhé. Thì tôi nói thật với ông Lê Tùng Dân á, tôi dám cho ông 41% cổ đông của công ty cổ phần Đại Nam của tôi đó được không quý vị ý hình như tôi cho thằng võ hoàng yên và tất cả chúng ta đều phải cần lật mặt nơi đây là một nơi giả tu và lừa đảo thì rõ ràng cũng một lần nữa ông công nhận trên công chúng là ông đã tổ chức lừa đảo giả tu cho cộng đồng bạn trong và ngoài nước và pháp luật sẽ không bao giờ bỏ qua cái câu chuyện nhức nhối này suốt bao nhiêu năm qua và thưa cô chú anh chị và các bạn Đến bây giờ có lẽ là nếu như mà cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân không gặp chuyện Thì chắc chắn lại là một cái ngày nữa cô Nguyễn Phương Hằng sẽ lên live stream Và chúng ta sẽ cùng ăn mừng với cô nguyễn phương hằng ăn mừng bởi vì những con người chính nghĩa đã lên tiếng những con người cảm thấy những cái điều xấu ở trên xã hội đã lên tiếng và bài trừ nó sẽ nhận được một cái thành quả xứng đáng và thưa cô chú anh chị và các bạn làm người tốt công nhận là thật khó có thể là rất nhiều cái tốt nhưng chỉ vì một cái sai đôi khi có thể dập tắt hết cái tốt nhưng mà điều đó vẫn là xứng đáng cho dù chúng ta có gặp lỗi sai ở trên cái con đường đó nhưng mà cái chân lý của chúng ta những cái gì mà chúng ta làm làm thêm được một việc tốt cũng là đẹp với đời. Thưa cô chú anh chị và các bạn chắc chắn là như thế. Nếu như không có tiếng nói của cô Nguyễn Phương Hằng, một cái tiếng nói rất mạnh mẽ ở trên mạng xã hội thì chắc chắn cái ổ Thiền Nam này, cái Tịnh Thất Bồng con này sẽ không bao giờ được lôi ra trước ánh sáng sớm đến như thế. Nó sẽ còn ma mị rất nhiều người dân, sẽ còn ma mị rất nhiều mạnh thường quân thương cho những cảnh đời bất hạnh của những đứa trẻ ở trong Tịnh Thất Bồng con đó. Để rồi cuối cùng thì sao? Để cả lũ chúng nó ăn chơi trác táng với nhau từ thằng già đến thằng trẻ. Và thưa cô chú anh chị và các bạn chắc hẳn rồi là người dân chúng ta vẫn luôn dành một cái tình cảm đến với cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân bởi vì họ là những người biết rằng sẽ có rất nhiều hiểm nguy, biết rằng sẽ có rất nhiều thiệt thòi, thậm chí thầy Đặng Anh Quân đã từng nói với phúc tài chính rằng nếu có vào tù thì tôi với chị Hằng sẽ là những người vào, còn các em sẽ không sao đâu. Thầy Đặng Anh Quân và cô Nguyễn Phương Hằng đã đứng trước đầu sóng ngọn gió, dẹp đi bỏ đi những cái sai, đấu trọi với những cái thế lực rất là mạnh trên truyền thông như vậy và những cái thế lực ngầm ở đằng sau như thế nhưng mà thầy đặng anh quân và cô nguyễn phương hằng bằng một cái tấm lòng chính nghĩa bằng một cái trái tim nhân hậu và thiện lương vẫn lên tiếng và cuối cùng đến bây giờ thì chỉ một điều là chúng ta không được ăn mừng cùng nhau ở ngoài thôi nhưng mà chắc hẳn phúc tài chính tin rằng cô nguyễn phương hằng và thầy đặng anh quân cũng nở một cái nụ cười đấu tranh thì tránh đâu nhưng mà nếu lựa chọn lại thì tất cả chúng ta cả cô nguyễn phương hằng và thầy đặng anh quân cũng lựa chọn lên tiếng lên tiếng để dẹp bỏ đi lên tiếng để tố cáo cái nơi tịnh thất bồng con nhiều cháy khoáy như vậy và thưa cô chú anh chị và các bạn trước một cái mạng xã hội hàng ngày có rất nhiều thông tin như thế này Thì mỗi cô chú anh chị và các bạn mỗi chúng ta mỗi ngày sẽ tiếp nhận được rất nhiều thông tin Và có lẽ khi mà nhận được cái thông tin từ cái bên Lê Tùng Vân bị khởi tố về tội loạn luân này ấy, Thì Phúc Tài Chính mới ngồi nghĩ bắt đầu lục tìm lại quá khứ những cái ngày tháng công nhận cũng rất hào hùng cô chú anh chị ạ à. Ngồi gõ bong bong rồi là cùng lên tiếng cái cảnh mà cô Nguyễn Phương Hằng đã đến tịnh thất bồng con Đã ghé thăm đã giá đáo tịnh thất bồng con và lê tùng vân coi như đóng cửa chạy rẽ đất cô chú anh chị ạ à. và có thể thời gian cũng đã khiến chúng ta trôi đi mất một số ký ức thì phúc tài chính hôm nay sẽ tổng hợp lại nhắc lại với cô chú anh chị và các bạn những cái ngày tháng hào hùng đó những cái ngày tháng mà chúng ta đã lên tiếng đấu tranh dẹp bỏ đi cái tịnh thất bồng con này và ngày hôm nay trên báo dân chí đã viết rằng Vết xe đổ của Lê Tùng Vân đến thời điểm bị khởi tố thêm tội loạn luân sẽ tổng hợp hết một cái hành trình. Sau thời gian điều tra, công an tỉnh Long An đã có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Năm 2019 Mạng xã hội dậy sóng khi một game show truyền hình đăng tải hình ảnh năm chú tiểu đến từ tỉnh Thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham gia cuộc thi với màn biểu diễn ngộ nghĩnh, đáng yêu đạt được giải thưởng lớn. Tuy nhiên, vài tháng sau đó, nơi ở của nhóm trẻ này xảy ra vụ bị nhóm khoảng 50 người từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh xuống leo tường rào đột nhập tìm kiếm cô gái tên Võ Thị Diễm My sinh năm 1999. Và chúng ta lại nhớ lại là cái nơi tỉnh thất bồng con này nó còn hại cả những cô gái nhà lành nữa. Và cái lão Lê Tùng Vân này nếu mà nói theo quan điểm dân gian là phải hoạn. Quá trình tìm kiếm, nhóm này với những người ở trong tỉnh Thất Bồng Lai xảy ra xô xát. Vụ việc khiến Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, bị thương ở mặt phải khâu 7 mũi, và chúng ta vẫn còn nhớ cái ngày mà cô Nguyễn Phương Hằng đã cùng với thầy Đặng Anh Quân lên tiếng về cái yêu cầu hạch sách mà cái ông Nhị Nguyên này đòi bồi thường cả tiền tỷ, nào là tiền phẫu thuật, nào là tiền thế này thế nọ. Thời điểm này, Công an xã Hòa Khánh Tây, Công an huyện Đức Hòa bắt đầu vào cuộc điều tra góc khuất về những vi phạm tại điểm mạo danh cơ sở tôn giáo để trục lợi. Một, Dạ danh cơ sở Phật giáo để trục lợi Nguyên nhân xảy ra vụ việc trên Được xác định do bà Đoàn Thị Tuyết Mai 50 tuổi và chồng là ông Võ Văn Thắng Cùng ngụ quận Bình Tân Biết con gái Võ Thị Diễm My Bỏ nhà trốn ở Tịnh Thất Bồng Lai Ông bà xuống nơi này gặp con một số lần Đưa về không thành Thậm chí là cái hồi đấy là cái bọn này này Nó được nghệ sĩ bọ đỡ lên nó rất là nổi tiếng cái kênh youtube của nó rất là nổi tiếng nên là nó dùng truyền thông để mà đè bẹp dân lành của chú anh chị ạ à. và khi đó thì mẹ em Diễm My và bố em Diễm My đã tìm đến cô Nguyễn Phương Hằng và hai cô chú đã từng chia sẻ rằng là chỉ có truyền thông mạnh mới đập được cái bọn này bởi vì bọn này truyền thông quá mạnh và thực sự đó là một cái nước đi quá đúng đắn luôn và từ đó thì cô Nguyễn Phương Hằng đã đồng hành với bố mẹ em Diễm My để cùng lên án về cái câu chuyện tịnh thất Bồng Lai này quá bức xúc vì bị nhóm giả danh tu sĩ được cho là dụ dỗ con gái. Ngày 24 tháng 10 năm 2019, gia đình bà Mai cùng hàng xóm khoảng 50 người đến tỉnh Thất Bồng Lai quyết tâm tìm con gái. Người nhà bà Mai không tìm thấy Diễm My đã xảy ra xô sát với những người trong tỉnh Thất Bồng Lai. Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Long An đã vào cuộc điều tra và xác định nơi này là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc. Hơn 10 năm trước, bà Cúc từ thành phố Hồ Chí Minh xuống khu vực xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa mua đất làm nhà. Người phụ nữ này đưa nhiều tượng Phật về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định nơi này không phải là cơ sở Phật giáo năm 2015, ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932 cùng một số con cháu từ thành phố Hồ Chí Minh về đây sống với bà Cúc. Và chúng ta lưu ý là cùng một số con cháu nhé, đều là con cháu nhà ông ấy. Qua điều tra, vào thời điểm này, công an xác định hộ bà Cúc có 8 trẻ, trong đó có 6 trẻ sống với mẹ ruột và hai trẻ được nhận nuôi 3 năm nay. Và đây chính là căn nhà đang xây dở tại tỉnh Thất Bồng Lai Sau đó đổi tên thành Thiền Nam Bên Bờ Vũ trụ Không thể nào xây nổi của chú anh chị ạ à. Ngoài ra nơi này còn một số thanh thiếu niên như Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi Lê Thanh Huyền Trân 22 tuổi Trong thời gian sống ở đây lê tùng vân đã phân công vai trò nhiệm vụ cho nhiều người viết kịch bản tập hát tạo tài khoản trên mạng xã hội facebook và youtube như năm chú tiểu thiền nam bên bờ vũ trụ nhất nguyên hoàn nguyên official nhị nguyên thiền nam bên bờ vũ trụ để đăng các video bài viết về những hoạt động sinh hoạt của nhóm và tất nhiên rằng những cái kẻ này không thể nào mà tạo kênh youtube mà nổi tiếng ở đâu Sau khi mà cái chương trình là năm chú tiểu đấy đã lên sóng Cái chương trình thách thức danh hài đấy Thì từ đó rất nhiều nghệ sĩ đã PR quảng cáo Từ Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng rồi là Hoài Linh đã bỡ đỡ cho cái bên này nó nổi tiếng Nên là họ mới có kênh youtube nổi tiếng như vậy không biết là khi mà có thông tin này thì chắc là anh Trấn Thành với chú Hoài Linh với anh Đàm Vĩnh Hưng nghe thấy rồi đấy Không biết mọi người nghĩ gì thông qua các tài khoản Facebook, YouTube, nhóm người trong tỉnh Thất Bồng Lai đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. Đồng thời, năm 2022, trong một buổi live stream của bà Nguyễn Phương Hằng, CEO khu du lịch Đại Nam Bình Dương, xuất hiện một người giới thiệu tên là Lê Thanh Minh Tùng công bố những điều sốc về ông Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai. Đọc cái này mà chúng ta cảm thấy rất là vui cô chú anh chị ạ. À. Và tất nhiên rồi chỉ tiếc một cái là hiện tại chúng ta đang xa cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân thôi. Chứ nếu như cái thông tin này mà cô thầy Đặng Anh Quân và cô Nguyễn Phương Hằng ở ngoài thì chắc chắn mọi người sẽ rất là vui. Anh Tùng công bố mình là sản phẩm loạn luân của ông Vân và một người cận huyết. Anh cũng cho hay từng bị ông Vân hành hạ trong nhiều năm. Chịu không nổi đòn roi, anh đã bỏ nhà đi bụi và ra ở riêng đến nay. Quá bức xúc về hành vi trái luân thường đạo lý của cha mình, anh Tùng đã phơi bày sự thật lên cộng đồng mạng. Trong thời gian này, công an tỉnh Long An cũng tiếp nhận đơn tố giác từ một số người về việc các cá nhân trong tỉnh Thất Bồng Lai có quan hệ loạn luân. Tuy nhiên, công an đã tạm đình chỉ điều tra do chưa có kết quả giám định ADN của những người ở đây. Lê Tùng Vân cùng đệ tử sai phạm thế nào? Theo cơ quan điều tra công an tỉnh Long An, từ năm 2019 đến năm 2021, ông Vân với vai trò chủ mưu đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 30 tuổi, lập hai tài khoản YouTube, năm chú tiểu thiền nam bên bờ vũ trụ, nhất nguyên hoàn nguyên official để đăng tải nhiều video. Trong đó các video phim hài chiếu rạp mùa dịch 2021, vùng đất huyền bí năm chú tiểu thách thức danh hài do ông Vân và các bị can biên soạn, dàn dựng, diễn xuất có lời xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm danh dự cá nhân thượng tọa Thích Nhật Từ, chủ trì chùa Giác Ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến việc nhiều người kéo đến trụ sở công an huyện Đức Hòa tìm Võ Thị Diễm My, Nhất Nguyên đã dùng điện thoại ghi hình sự việc, sau đó đăng lên kênh Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official với nội dung xuyên tạc công an huyện bắt cóc cô gái tên Diễm My. Những người còn lại tham gia diễn xuất, phát trực tiếp các video có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Nhóm người này còn đăng hai video có nội dung xúc phạm, xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúi dục mọi người không tôn trọng giáo lý và pháp luật. Hành vi của họ là cố ý xâm hại đến cơ quan nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân, trong đó ông Lê Tùng Vân đóng vai trò cầm đầu, các bị can khác là người giúp sức. Ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022, căn cứ hành vi sai phạm của những người tạm trú sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức cá nhân. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc. Và đây chính là hình ảnh công an đọc lệnh khởi tố ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân. Và cái lão già này lão suốt ngày tỏ vẻ là yếu nằm ở võng này này nhưng mà chắc là thấy gái thì khỏe lắm đấy. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 người đang sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai gồm Lê Tùng Vân sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàn Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991 và Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân. Công an cũng bắt tạm giam với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú Đến ngày 12 tháng 5 năm 2022, công an tỉnh Long An tiếp tục khởi tố bị can Bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, chủ tịnh Thất Bồng Lai cùng tội danh trên 3. Lê Tùng Vân đối diện thêm mức án sáng 20 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An mở phiên sơ thẩm xử Lê Tùng Vân cùng 5 đồng phạm ngụ tại tỉnh Thất Bồng Lai về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Hội đồng xét xử xác định, từ năm 2019 đến năm 2021, Ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên lập tài khoản YouTube năm chú tiểu Thiền Nam bên bờ vũ trụ và Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official. Cả nhóm có 5 clip tự dàn dựng, quay phim diễn xuất, đăng các video có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm uy tín công an huyện Đức Hòa, xúc phạm danh dự cá nhân thượng tọa Thích Nhật Tơ. Và đây chính là hình ảnh ông Lê Tùng Vân được đệ tử và luật sư dìu vào phiên tòa. Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh địa phương, phạm tội nhiều lần, đủ chứng cứ để chứng minh các bị cáo lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử cho rằng cần cách ly bị cáo Lê Tùng Vân và các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe phòng ngừa hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên 4 năm tù, Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù, Lê Thanh Trùng Dương 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù. Ngày 19 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp lập thành xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi loạn luân. Việc khởi tố được đưa ra khi cơ quan điều tra xác định Lê Tùng Vân quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa, Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đó chính là hành trình diễn biến khi mà Thiền Am đã được đưa ra ánh sáng và cùng với đó chính là một cái công rất lớn của bà Nguyễn Phương Hằng. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, chắc chắn là chính nghĩa sẽ chiến thắng, chắc chắn là chân lý sẽ thuộc về chúng ta. Cho dù là có hy sinh thì chúng ta cũng cảm thấy là rất hạnh phúc khi mà những cái điều xấu này đã đưa ra trước ánh sáng và đó chính là video ngày hôm nay phúc tài chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ phúc tài chính và thưa cô chú anh chị và các bạn hiện tại thì kênh phúc tài chính đang bị mất đề xuất và đang bị giảm lượt view rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn có thể giúp phúc like video này và chia sẻ video này để giúp phúc nha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều và ngay sau đây là một clip phúc tài chính chia sẻ về một số mặt hàng mà phúc tài chính đang bán nếu như cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu thì có thể mua hàng ủng hộ cho phúc tài chính nha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại video tiếp theo cô chú, anh chị và các bạn Đây chính là kẹo hồng sâm Hàn Quốc Kẹo hồng sâm Hàn Quốc một gói này sẽ là 200g nhé cô chú anh chị nhé Kẹo hồng sâm Hàn Quốc là một trong những món ăn vặt bổ dưỡng với sự kết hợp của tinh chất hồng sâm Hàn Quốc và vitamin C Cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác thì kẹo hồng sâm không chỉ ngon miệng bổ dưỡng mà giúp chúng ta có một cái hơi thở thơm tho của hồng sâm rất là the mát và kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này được đánh giá cao về dược tính. Đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế các loại kẹo truyền thống, vừa ăn ngon mà lại bổ dưỡng nữa. Có tác dụng là bồi bổ cơ thể này, hạn chế cái sự lão hóa, tăng sức đề kháng, tăng khả năng hoạt động của não bộ, chống mệt mỏi và giảm stress. Và kẹo này có một cái hương vị sâm rất là độc đáo rất tốt cho sức khỏe và đem lại cái cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái cho cơ thể ngày hôm nay thì phúc tài chính có một cái combo rất là hời đối với cái kẹo hồng sâm này mà mua hai kẹo hồng sâm với giá là 90 mươi thì sẽ được tặng một kẹo hồng sâm với giá là 45 mươi năm mua hai tặng một cô chú anh chị nhé cô chú anh chị muốn mua có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng Thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn Một cuốn nhật ký drama truyền kỳ Để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị Trà Hồng Sâm KGC Hàn Quốc Đây là loại trà sâm được rất nhiều người yêu thích là sản phẩm được chế biến dưới dạng trà cao cấp này mang hương vị độc đáo và đặc trưng cho hồng sâm Hàn Quốc với dạng bột hòa tan này dễ dàng mang đi bất cứ đâu cái tài chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như nào nhé Thì bên trong hộp trà này sẽ có tất cả là 100 gói như thế này Dạng bột hòa tan rất dễ dàng mang đi Như cô chú anh chị nào mà đi tàu xe có thể mang những cái gói trà nho nhỏ này đi Để uống ngậm trước khi lên xe thì sẽ rất là khỏe và công dụng của nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể nhanh chóng Khiến cho người bị suy nhược, thể trạng kém hay đau ốm Có thể là bồi bổ cơ thể và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng tăng cường sức đề kháng này giảm căng thẳng mệt mỏi cải thiện tim mạch cải thiện trí nhớ làm đẹp da này thải độc bồi bổ cơ thể cho những người lớn tuổi và đối tượng sử dụng là những người cao tuổi này mắc bệnh tim mạch và những ai mà đang làm việc quá sức và muốn hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng và cách cách sử dụng đó chính là một ngày thì sẽ dùng hai lần mỗi lần pha hai cốc và dùng với nước ấm hay là nước lạnh là tùy thích và có thể thêm đường hoặc mật ong tùy khẩu vị nên dùng sau mỗi bữa ăn lúc thư giãn để chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất và một hộp trà hồng sâm Hàn Quốc này sẽ nặng là 300 g với 100 gói như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Vì là 100 gói nên sử dụng được rất là lâu cô chú anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp trà hồng sâm 300 g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc hãng KGC với giá 290.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374 590 012 để nhận được một cái điều rất là hời này nha. Và đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính vẫn sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô chú anh chị và các bạn đừng ngần ngại gì cả hãy gọi đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal này nha. Bên trong này sẽ có tất cả là 10 chai nước hồng sâm và có củ sâm ở bên trong. Và mỗi một chai này thì sẽ là 120 ml cô chú anh chị nhé. À, nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng uh, rất là cao giúp ích cho sức khỏe. Và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ 6 năm tuổi cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này. Và cái cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi cô chú anh chị nhé. Cái công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này bổ sung năng lượng này hạn chế lão hóa mát gan bổ phổi cải thiện da và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao thì hôm nay Phúc Tài chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có củ với mỗi một chai là 120ml thì cái giá sẽ là 345 000 nghìn cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45 000 nghìn và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng của chú anh chị nhé. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc hộp 10 chai cô chú anh chị nhé. Trong một hộp này sẽ có tất cả là 10 chai, mỗi chai 100ml như thế này và hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, một thương hiệu rất uy tín tại Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm và một số thảo dược quý của Hàn Quốc, nước uống bổ sung năng lượng này giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người già, người lao động nặng nhọc và stress cao. Công dụng là sẽ giúp bổ dưỡng này giải khát, tăng sức đề kháng, phục hồi thể lực nhanh chóng này bổ gan mát gan mát phổi, giảm mỡ máu, cải thiện tình trạng thiếu ngủ, hạn chế lão hóa, tăng đàn hồi của da trẻ lên và kéo dài tuổi thọ. Và có rất nhiều công dụng trong một chai nước sâm này thì cô chú anh chị nào bị ốm này hay là lao động nặng nhọc mà muốn được phục hồi sức khỏe nhanh chóng thì có thể sử dụng cái chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài chính đem đến cô chú anh chị một cái điều rất là hời Khi mua một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Thì cô chú anh chị chỉ cần 145.000 đồng là đã được sở hữu hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung này rồi Và hơn thế nữa cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nữa chỉ với 145 000 sẽ được ngay một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc và một gói kẹo sâm 45 000 Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha. Và đặc biệt những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn Cao Hồng Sâm 365 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái lọ này ra để cô chú anh chị và các bạn xem nhé Đây là một dạng sâm khác là dạng cao sâm cô chú anh chị và các bạn ạ Và bên trong một hộp cao sâm đó sẽ gồm hai lọ sâm như thế này và cao sâm này sẽ giúp bổ sung dưỡng chất bao gồm nhiều vitamin, axit amin, chất khoáng và các yếu tố vi lượng bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực này, nâng cao sức đề kháng miễn dịch, phòng ngừa bệnh và ở đây sẽ là dạng cao cô đặc sệt sệt màu cánh gián và cao sâm này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, bổ khí huyết, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch đặc biệt là sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc và bồi bổ hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư, tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa giảm viêm loét dạ dày cô chú anh chị và các bạn nhé. Và đặc biệt là cái hộp này thiết kế là cực kỳ là sang trọng Cô chú anh chị và các bạn có thể đem đi biếu tặng cực kỳ là sang Và mang lại sức khỏe cho người được tặng nữa Bên trong hộp cao sâm này sẽ có một cái thìa để cô chú anh chị và các bạn múc cao sâm này ra Và với một lọ cao sâm này thì sẽ là 240 g cô chú anh chị nhé hai lọ sẽ là 480 g và cao hồng sâm cô đặc này là đều là 6 năm tuổi. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua cao hồng sâm 365 Hàn Quốc sâm 6 năm tuổi hộp 240 g với giá là 625 000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo xâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590012 nha và đặc biệt là những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ Tiếp theo thì Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một dòng sâm cao cấp bên Phúc Tài Chính đó chính là hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300g với 10 củ lớn và sâm khô nguyên củ hộp thiếc Hàn Quốc được chế biến từ củ hồng sâm 6 năm tuổi là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc không chỉ mang tới hương vị thơm ngon dễ dùng mà còn có tác dụng bồi bổ và chăm sóc sức khỏe rất tốt cho cơ thể. Đặc biệt là với cô chú anh chị đã có tuổi và thành phần là hoàn toàn từ hồng sâm khô 6 năm tuổi và ở trong đây có tất cả là 300 g hồng sâm khô hộp thiếc với 10 củ sâm khô cô chú anh chị và các bạn nhé. Và Phúc Tài chính sẽ mở cái hộp sâm này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là hộp thiếc này và mở chúng ta sẽ mở ở cái nắp như thế này. Và đây là hộp thiếc và khi mà mở cái hộp sâm này thì cô chú anh chị và các bạn lưu ý cho Phúc tài chính là cẩn thận không là cái chỗ này nó sẽ làm đứt tay cô chú anh chị và các bạn nhé. Bởi vì nó bọc rất là chắc chắn thì bên trong nó sẽ sâm khô hộp thiếc khi mở ra nó sẽ là một lớp như thế này. Cực kỳ là chất lượng. Tài chính sẽ mở ra cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây. Như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây bên trong chính là một hộp gỗ được đóng bọc rất cẩn thận như thế này Và cô chú anh chị có thể nhìn bên trong là những củ hồng sâm khô như thế này Và đây là sâm 6 năm tuổi Và tổng cộng sẽ là 300 gram là 10 củ lớn cô chú anh chị nhé Đây là một dòng sâm cao cấp Màu sắc mùi vị của loại hồng sâm cổ 6 năm tuổi này là màu nâu vàng Mùi thơm vị đặc trưng của hồng sâm khô và với hồng sâm khô 6 năm tuổi cao cấp này sẽ giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, giảm sơ vữa động mạch, hạn chế sự lão hóa và làm đẹp da, giảm stress này hỗ trợ suy ngược thần kinh và cô chú anh chị nếu như mệt mỏi cần bồi bổ sức khỏe, người mới ốm dậy hay là người cao tuổi thì rất thích hợp dùng những cái sâm khô như thế này. Và cái sâm khô này chắc chắn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn biết, đó chính là hoàn toàn có thể ngâm rượu và rất tốt cho sức khỏe. Cái này chắc là các chú rất là thích đây. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Với một hộp là 300 gram và với 10 củ lớn thì với giá là 1 triệu 550 nghìn đồng và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị nhé Và để nhận được cái deal này cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 Và đặc biệt khi mua hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300 g với 10 củ lớn như thế này Thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ nữa cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374590012 để Phúc Tài chính gửi cây điều hời này đến với cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp đỏ 120 viên và thành phần bao gồm sâm đỏ nhung hiêu, tinh chất linh chi, sữa ong chúa, vitamin B1, B2, B6, E, C, dầu đậu nành, dầu cọ cùng một số sản phẩm thảo dược quý hiếm khác tạo nên một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe. Và công dụng sẽ là phục hồi, tăng cường sức khỏe trước và sau khi ốm, phụ nữ sau sinh, phòng ngừa tăng cường khả năng miễn dịch cho người bệnh, điều hòa trạng thái huyết áp tim mạch, hạn chế tiểu đêm cho người già, giải độc gan và thận tốt cho hệ tiêu hóa phòng ngừa các khối u hỗ trợ cho người bị tiền đình thiếu máu kém ăn mất ngủ hạn chế rụng tóc lão hóa đem lại làn da mềm mịn căng tràn cho người sử dụng và nếu cô chú anh chị và các bạn muốn bồi bổ sức khỏe Đặc biệt là với cô chú đã có tuổi hay là các anh chị muốn mua một cái món quà bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ Thì có thể sử dụng cái viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu hộp đỏ 120 viên này Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị mua một cái hộp viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi hộp đỏ 120 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 590.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé và để nhận được cái điều này cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp hồng sâm Thái Lát tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và cái hộp này sẽ là 200 g cô chú anh chị nhé. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào. Và bên trong đó chính là một hộp hồng sâm Thái Lát tẩm mật ong như thế này. Và thành phần sẽ gồm có là nhân sâm 6 năm tuổi và mật ong rừng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và sản phẩm này dùng cho những ai làm việc căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chơi thể thao quá sức và muốn tăng cường sức khỏe đặc biệt cô chú anh chị nào mà người mệt mệt mới ốm dậy thì có thể sử dụng những cái lát sâm tẩm mật ong này sẽ tăng cường sức khỏe và bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng và công dụng của hộp sâm thái lát tẩm mật ong này đó chính là bồi bổ sức khỏe hỗ trợ phòng ngừa ung thư tăng cường trí nhớ bổ máu mát gan bổ thận giảm cholesterol này, phòng ngừa tiểu đường này bên cạnh đó sẽ là tăng cường hệ miễn dịch điều hòa huyết áp kích thích ăn ngon miệng hơn đặc biệt là hộp hồng sâm lát tẩm mật ong này sẽ giúp cô chú anh chị và các bạn làm đẹp da hạn chế lão hóa thì cách dùng là cô chú anh chị và các bạn ăn hoặc là ngậm trực tiếp vô cùng tiện lợi Mỗi khi mà cô chú anh chị và các bạn mệt mỏi căng thẳng thiếu tỉnh táo Thì có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này Hay là những ngày mà di chuyển đường dài làm việc vất vả tàu xe cộ thì cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này để có thể lấy lại được sức khỏe, bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng nhất. Và để hỗ trợ sức khỏe thì một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm từ 2 đến 3 lát hồng sâm tẩm mật ong này. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái điều rất là hời đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một cái hộp này sẽ là 200 g cô chú anh chị và các bạn nhé. Cái giá sẽ là 350 000 nghìn và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45 000 nghìn Và để nhận được cái deal rất là hời này, cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay đến số 0374590012. Phúc tài chính hỗ trợ gửi sản phẩm đến cô chú anh chị và các bạn một cách nhanh nhất nhé. Theo phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một sản phẩm rất là đẹp và bổ dưỡng đó chính là mật ong sâm hàn quốc mật ong sâm Hàn Quốc với lọ là 580 g thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Bên trong cái hộp này sẽ là một hũ mật ong sâm nặng 580 g và được đặt trong một cái bình thủy tinh rất là an toàn cho sức khỏe như thế này. Và đây là sản phẩm được tinh luyện từ những củ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc với quy trình tiên tiến luôn được đảm bảo nghiêm ngặt những yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm này được coi là thực phẩm an toàn bổ dưỡng cho sức khỏe và trước khi lấy ra thì chúng ta sẽ khuấy đều và múc ra chén. Cô chú anh chị và các bạn có thể dùng trực tiếp hoặc là pha loãng ra với nước, dùng tốt nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và vào buổi trưa. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là những cái lát sâm được ngâm với mật ong. Và đây chính là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Và với hộp đựng sang trọng đẹp mắt như thế này thì đây cũng sẽ là một món quà rất tốt để đi biếu tặng trong dịp lễ Tết. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hũ mật ong sâm 580 gram với giá là 250 000 đồng Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm như thế này Và để nhận được cái điều này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. chị, đây chính là nước hồng sâm chính phủ KGC này. Và cái thành phần trong này sẽ gồm thành phần nước tinh khiết 0,36% tinh chất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi cô đặc Và những cái thực phẩm hỗn hợp cô đặc mạnh nha hương thảo mộc rất là tốt cho sức khỏe Và cái công dụng của nước hồng sâm chính phủ KGC này sẽ là giảm stress này, mệt mỏi, căng thẳng, nhức đầu Giúp tỉnh táo tinh thần, nâng cao cái hệ thống miễn dịch này phòng ngừa tiểu đường đẹp da chống oxy hóa bên trong một cái hộp nước hồng sâm chính phủ kgc sẽ là chia ra 6 gói lớn như thế này bên trong là có tất cả là 30 gói nhỏ như thế này cô chú anh chị nhé và mỗi gói nhỏ như thế này thì sẽ là 70 ml 70 ml và với một cái hộp nước hồng sâm chính phủ kgc sẽ có giá là 780.000 cô chú anh chị nhé và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45 000 cô chú anh chị nhé. Đây là một cái deal rất hời bởi vì bình thường ở ngoài một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC này có thể lên đến 900 950 000 cơ. Nhưng với Phúc Tài Chính thì nhập được những cái giá tốt Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng Thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn Một cuốn nhật ký drama truyền kỳ Để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị Nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Ở đây sẽ có hộp tất cả là 30 gói như thế này cô chú anh chị nhá Và một gói sẽ là 70 mưu Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào nhá và bên trong hộp hồng sâm chén Hàn Quốc thì được chia thành 6 hộp nhỏ như thế này. Và có tất cả là 30 gói 70ml như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé Và với nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này Thì được chiết xuất từ hồng sâm nguyên chất hảo hạng 6 năm tuổi Kết hợp với các loại thảo mộc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe Cơ thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe Phù hợp với mọi lứa tuổi Đặc biệt là người mới ốm dậy và những người cao tuổi Và công dụng của nước hồng sâm chén Hàn Quốc là sẽ Hỗ trợ sức khỏe ổn định Giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng Hồi phục cơ thể suy nhược, kém ăn, rụng tóc, khó tiêu Hỗ trợ thải độc cơ thể Rất tốt cho những người làm việc trong môi trường không trong lành Tăng cường sức đề kháng này Hỗ trợ tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung Đồng thời tăng sự trao đổi chất cho cơ thể khỏe mạnh Thì cô chú anh chị nào mà sức khỏe yếu Làm việc vất vả quá sức hay là người mới ốm dậy thì khi mà uống cái sâm này sẽ tăng cường được sức khỏe để bồi bổ cơ thể sau những cái trận ốm. Và những cái sản phẩm sâm như thế này thì Phúc Tài Chính cũng rất là hay mua cho bố mẹ của Phúc Tài Chính uống Nên là Phúc Tài Chính mới thích bán cái sản phẩm như thế này thấy ở đây cái hộp này nó rất là lớn và nó sẽ nặng khoảng tầm khoảng là hơn 2 cân cơ. Chính vì vậy nên là đây cũng sẽ trở thành một cái món quà đi biếu rất là sang trọng và lịch sự. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời dành cho những cô chú anh chị mua cái nước hồng sâm chén Hàn Quốc này. Thì khi mua một hộp hồng sâm chén Hàn Quốc với giá là 415 nghìn thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn và đặc biệt những cái đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính chắp bút viết cô chú anh chị và các bạn nhé theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị gói gia vị sâm hầm gà đây là món ăn rất là truyền thống nổi tiếng và khi cầm cái gói này thôi mà Phúc Tài Chính đã ngửi thấy mùi sâm rất là thơm ngon rồi và đây là một món ăn ngon bổ dưỡng vì là có nhân sâm cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây một gói này nó sẽ có từ 2 đến 3 củ nhân sâm ở đây rất là tốt cho sức khỏe cô chú anh chị ạ Và trong một cái gói này nó sẽ gồm 7 vị và 70 gram Gồm 40 gram hoàng kỳ, 15 gram táo khô Hàn Quốc, 15 gram ngũ da gai Hàn Quốc 10g cắt căn Hàn Quốc, 5g đường quy Hàn Quốc Và vào những ngày xe xe lạnh hay là người cô chú anh chị và các bạn có cảm thấy là mệt mỏi Khi đó chúng ta thưởng thức cái món gia vị gà hầm sâm Hàn Quốc này Chúng ta sẽ lấy lại được sức khỏe và bồi bổ cơ thể rất là tốt Và cái cách dùng ở đây đó chính là một cái gói này chúng ta có thể sử dụng được cho ba con gà cô chú anh chị và các bạn nhé Hoặc là tương đương với ba lần nấu Thì trong cái quá trình chúng ta hầm gà thì chúng ta không cần phải bỏ bất cứ một cái gia vị nào để thưởng thức được trọn vẹn cái hương vị nhân sâm trong cái gói gia vị sâm hầm gà Hàn Quốc này. Và ngày hôm nay Phúc Tài chính mang tới một cái điều rất là hời, khi mua combo 3 gói gia vị sâm hầm gà nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 300 000 nghìn thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45 000 nghìn Và cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện tới số 0374 để nhận được một cái điều hời này nha và với đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn Cái cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của drama cô chú anh chị và các bạn nhé Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn đó chính là hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Cô chú anh chị và các bạn nhé Thì bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái túi đông trùng hạ thảo này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé Đây là hộp rất là lớn cô chú anh chị và các bạn ạ Và đây khi mở ra chính là hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc như thế này Và bên trong cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây Đó chính là bên trong sẽ gồm có tất cả là 6 hộp nhỏ Và bên trong mỗi hộp nhỏ như thế này thì sẽ có tất cả là 10 gói Mỗi gói là 30ml Và ở đây đều có tem mát dãn nhán đầy đủ như thế này và thưa cô chú anh chị và các bạn, đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, chiết xuất từ đông trùng hạ thảo này, nấm linh chi, cam thảo quế và có tác dụng là sẽ hỗ trợ này, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ chức năng thận này, chống lại tác dụng xấu và có tác dụng với huyết áp nhờ khả năng lưu thông máu này, giúp ổn định nhịp tim cho người có bệnh tim mạch, sơ vữa động mạch và đặc biệt là sẽ giúp cho cơ thể khỏe khoắn, ngăn ngừa nhiều bệnh tật tuổi già, giúp hệ thần kinh hoạt bát và giảm stress, phù hợp với tất cả mọi đối tượng này, đặc biệt là người bị bệnh tim, cao huyết áp và người bị mắc bệnh về hô hấp. Và từ xa xưa thì đông trùng hạ thảo đã là một bài thuốc dân gian tăng cường sức khỏe, bồi bổ sức khỏe giúp ích cho con người rất là nhiều, đã từ ngàn xưa để lại những cái phương thuốc quý hiếm như thế này. Và ngày hôm nay Phúc Tài chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 950 000 Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây là giá rất là hời mà bên Phúc Tài chính có được. Thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái điều hời này nha. Và đặc biệt đó chính là khi mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói này thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những cái ký ức đặc biệt nhất về drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Cô chú anh chị nào theo dõi Phúc Tài Chính thì sẽ biết rằng có một giai đoạn Phúc Tài Chính đi làm marketing cho một công ty nhập khẩu những cái hàng chính hãng từ Hàn Quốc. Chính vì vậy nên Phúc Tài Chính vừa làm marketing mà vừa nhập những cái mặt hàng này về bán luôn. Vì vậy nên rất đa dạng những mặt hàng về đông trùng hạ thảo. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn trên màn hình, bên Phúc Tài Chính còn có thêm 3 loại đông trùng hạ thảo nữa. Rất nhiều loại để cô chú anh chị và các bạn có thể lựa chọn với đầy đủ mẫu mã, kiểu dáng. Thì đầu tiên ở trên góc trái màn hình của cô chú anh chị và các bạn đó chính là đông trùng hạ thảo gỗ đen kangwa 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và có một cái điều rất là hời đó chính là một hộp đông trùng hạ thảo gỗ đen kangwa khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì sẽ với giá là 1 triệu 050 nghìn và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45 nghìn tiếp theo là ở phía bên tay phải của cô chú anh chị và các bạn đó chính là đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng kangwa 60 gói và mỗi gói là 30 ml và ngày hôm nay phúc tài chính cũng có một cái deal rất là hời đó chính là khi mua một hộp đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng kangwa 60 gói 30 mil 950 nghìn và được tặng ngay một kẹo sầm 45 nghìn và tiếp theo đó chính là loại đông trùng hạ thảo đặc biệt nhất đó chính là đông trùng hạ thảo thượng hạng Nguyên con hộp 45g loại to Với một cái deal rất là hời Đó chính là với một hộp này Giá sẽ là 2 triệu 850 nghìn Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay Một gói kẹo sâm 45 nghìn Cô chú anh chị và các bạn nhé Và cô chú anh chị cảm thấy ưng ý Về loại đông trùng hạ thảo nào Thì có thể lựa chọn Và nhấc điện thoại lên gọi điện ngay cho Phúc Tài Chính Với số 0374 Để nhận được cái deal hời này nha và với mỗi một hộp đông trùng hạ thảo thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất trong drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với hộp là 120 viên. Và viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ lá thông đỏ có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm ở Hàn Quốc hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới huyết áp này tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể và đặc biệt là điều trị các bệnh liên quan đến vấn đề tim mạch tăng cường chức năng gan ngăn ngừa hỗ trợ ngăn chặn một số loại khối u gan dạ dày hỗ trợ rối loạn nội tiết tố thanh nhiệt cơ thể hỗ trợ tinh thần và những ai thì nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ hàn quốc hộp 120 viên này thì đó chính là những người lớn tuổi này sức khỏe suy giảm, có nguy cơ mắc bệnh mỡ máu, tim mạch hay là những người gan thận hệ thần kinh suy giảm. Thì với những cô chú anh chị nào đang quan tâm về vấn đề sức khỏe thì viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này cũng là một sự lựa chọn mà rất nhiều cô chú anh chị và các bạn lựa chọn. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 120 viên này thì cái giá là 1 triệu 290 nghìn đồng và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo xâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45 nghìn đồng cô chú anh chị và các bạn nhé không chỉ thế, cô chú anh chị và các bạn còn được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những dấu ấn đặc biệt nhất trong drama lịch sử này. Mình cảm thấy rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ Phúc Tài Chính nha. Có một chị đã gửi về cho Phúc làng, chị xài thấy tốt em ạ, à. em cảm ơn chị nhé chị nhận được hàng rồi em nhé. Cảm ơn em. Dầu gội ok lắm em. Dạ vâng ạ. À, em cảm ơn chị ạ. À. Và tiếp theo là feedback từ đơn an cung. Cháu ơi, cô đặt thêm hai hộp nữa nhé. Tổng cộng là 5 hộp. Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy. Vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi. Tay cứng uống 3 hộp giờ tay mềm lại rồi. Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. À. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi bán đắt hàng nhé À hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi Thấy được đấy em Dạ em cảm ơn chị nhé Em ơi mai ship cho chị ba thùng sâm nhé Giờ nào cũng được Tại tòa A3 Vinhome Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi Cảm ơn nhiều Dạ cháu cảm ơn cô nhé Chị nhận được kẹo rồi Kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm Cô Hồng Hải nói rằng là Cháu bán hàng cũng chuẩn, cô đã mua hàng của cháu rồi, hàng chất lượng, giá rẻ. Theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài Chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất kỳ một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với phúc tài chính để phúc tài chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship bởi vì phúc tài chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship còn có bất cứ vấn đề gì cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có. Thì gặp bất cứ vấn đề nào cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374590012. Đừng ngần ngại cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú anh.